đi lộn xuống bao nhiêu thì là một bò. Hôm nay quay video về bán trứng dế cho các bác khách hàng ở gần Hà Nội về cái trang trại Yên Xuân. Hôm nay thời tiết thì cũng khá là ấm áp. Thời điểm này thì bà con mình sẽ mua trứng về nuôi và sẽ bán vào dịp sau Tết. Thì sau Tết thì bà con mình bắt đầu bán cho trang trại Xuân từ ngày mùng 7, 8 thì chúng tôi đã bắt đầu hỗ trợ bao tiêu cho khách hàng rồi. Bà con mình không lo về cái việc là sợ bán vào dịp Tết, bởi vì con dế này nó sẽ chờ nhau. Chúng tôi sẽ thu mua cho con dế mà nó có trứng và chúng sẽ chờ nhau, chứ không bà con không lo là lo sợ quá cái ngày bán. Khi mình thắp bóng đèn vào để tăng nhiệt lên thì con dế nó trong tủ nuôi nó sẽ ấm. Mình không giúp chúng từ dưới để giữ nhiệt. Khi mình động vào như này thì con dế nó sẽ khởi động, nó sẽ bò lên trên, mà không thì nó có chung chúc ở phía dưới không. Hôm nay cái alo nó bị hỏng nên là nói rất là nhỏ, không nói được nhiều và to. Để bà con mình chịu khó để
vặn mic, vặn âm lượng to lên một chút để bà con mình nghe tiếng. Em đưa các anh lên cho cả thế giới được xem nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi video.